bố cái thằng ngu, tao câu view câu like để tao cho thằng bố men à? Hay sao mày ngu thế? Mày kêu tao câu view câu like, mẹ mày tao cảnh báo cho mọi người đỡ phải con cháu chúng mày đỡ phải bị lừa sang cam. Mày biết không, bao nhiêu đứa là đang đăng lên ở trong hội kinh dịch à? Bao nhiêu đứa đi tìm là em nó mất tích hàng mấy tháng nay, đi sang cam còn chưa tìm được, chưa có tin tức gì. Rồi bao nhiêu người ở trong hội kinh dịch ấy, mày vào đấy mày xem. Mày già rồi, mày phát ngôn ngu thế, hôm nay là ngày mùng 1 đấy, mày đừng để tao chửi. Hiểu chưa? Mày là cô hồn vất vưởng à? Công an đã bắt chúng nó rồi à? Chúng nó đang bên cam bắt kiểu gì? Người ta cũng, bây giờ ta đang cảnh báo để cho mọi người đỡ. Ví dụ mà chúng nó có lừa sang thì mọi người biết để đỡ phải đi. Mày vào hội kinh dịch cái bấm vào đấy nhá, xem đi bao nhiêu người kìa, người ta vào người ta hỏi kìa. Người ta hỏi là em tôi ở bên kia đi bị lừa sang cam từ hôm đấy đến giờ mấy tháng nay không về, rồi không có tin tức gì. Mà em mình ngu, câu view cho thằng bố mày ăn ấy.